back to my class. But hey there, Miss Teacher Harry. Hello, Teacher Harry. Hello, everyone. Hello, Ruby. Hello, Ruby. Oh, before we start the class today, we need to prepare a rope or a tape and Các bạn ơi, trước khi bắt đầu lớp học thì chúng mình hãy chuẩn bị một sợi dây rất là dài nhá. Thứ hai, đó là một cuộn băng dính này. Và cuối cùng, đó là một chiếc vợt nữa đấy. Yes, first let's play peekaboo and then we sing hi song. Được, vậy bây giờ chúng mình hãy cùng che mắt lại nào. Và chơi peekaboo nhá. Peekaboo. Ok, one more time. Lần nữa nào. Peekaboo. Ok, one more time. Lần cuối nào. Peekaboo. Now clap your hands. So happy today when I see everybody again. Các bạn ơi, chú Harry và cô Ruby rất là vui khi được gặp lại chúng mình và tiết học yes. hôm nay. Let's do warm up now to wake up our body, right? Wow, bây giờ chúng mình sẽ cùng khởi động các cơ nào. Just let's stand up. Bây giờ chúng mình cùng đứng dậy nha. Follow me. But first, put your arms on the side. Chúng mình giang tay sang hai bên nào. And that's by rolling your arms. Xoay cánh tay ra phía trước nha. Good. Keep going. Wow, so good. Oh, now let's go backwards. Xoay ngược lại nào. Backwards. Good job. Hiya. Can you make a little circle? Làm một tạo một vòng tròn nhỏ nào. Make a circle. And faster. Nhanh hơn nào. Nhanh hơn nữa. Now, one hand on hip. Một tay xuống thấp. One hand over the head. Một tay qua đầu các bạn. The hips. Hai tay chống không nhá. Can you roll the hips? Quay không nhá. Roll the hips. Good. Roll. Good. Out the way. Em hướng ngược lại các bạn nhá. Good. Right. Good job. Now we sit down. Cùng ngồi xuống các bạn ơi. Keep your feet together. Chụm hai chân vào nào. Make butterfly. Cùng làm xuống dưới nhá. Faster. Keep going faster. Now, put your head down to your toes. Chúng mình cúi đầu xuống, chạm đầu vào chân nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Let's try again. Một lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5. Good job, and one last time. Một lần cuối. 1, 2, 3, 4, 5. Now, put your legs in front. Ngửa chân ra phía trước. Good job. Now, you point your toes. Ngón chân nào. And flex. And point. And flex. And point. And flex. Good job. Now bend your knees. Rồi, and you make nhá. Hands behind. Hai tay chống lưng phía sau này. Và một chiếc bàn nhá. Good. Make a chair. Yeah. And a table. And make a chair. And a table. And a chair. And a table. And say hello. Bye bye. Now everybody, let's lay down on the tummy. Nằm xuống nào. Like a Superman. Okay. And in front. Hai tay ra phía trước nào. See? 1, 2, 3. Fly. Go down. Try again. 1, 2, and 3. Fly. Good job. Now put hand by the side. Chống hai tay sang hai bên. Look up. 1, 2, 3. Good job. Now we look like a snake, right? Good. And go down. Wow. 1, 2, 3. Push yourself up. Good. Like 1, 2, 3, 4, 5. Let's stand up. Đứng dậy nào. Now let's do some jumping. Okay. Okay. Let's jump up and down. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump.
out your mouth. In your nose. Out your mouth. In your nose. In. Out. Good job, everybody. Chúng mình làm rất là tốt. Good job. Now, what do we do now, everybody? Bây giờ chúng mình sẽ làm gì bây giờ các bạn nhỏ? We do relay. Wow, chúng ta sẽ đến phần tiếp sức đấy các bạn ạ. Let's say relay. Relay. Mình cùng nói to nào. Say relay. Relay. Good shot. We're gonna play this rope today, Ruby. And for this part, we need a rope. Or if you don't have the rope at home, you can use a tape. Các bạn ơi, nếu ở nhà chúng mình không có sợi dây thì các chúng mình sẽ sử dụng những cuộn băng dính các bạn nhá. Chúng mình sẽ dính một đường thẳng vào trên sàn nhà nhá. Yes. We can use a rope for this part. Good. Thank you, Ruby. We do the relay name over the rope. Chạy cuộc chạy tiếp sức của chúng mình có tên là over the rope đi các bạn ạ. It means we now get over the rope in different ways. Bây giờ chúng ta sẽ vượt qua sợi dây này bằng rất là nhiều cách khác nhau đấy. Yes, in round one, we now do leaping. Vòng đầu tiên chúng ta sẽ bước qua sợi dây. Yes, let's take a big step. Chúng mình bước một bước thật là to nhé các bạn nhá. Okay, please stay over there. Okay. Yes. Chúng mình watch me. Nhìn chú Harry làm trước nha. Big step, let's come with me. One, one, two, and three. Take a big step. Wow. Oh, the rope. I'm try again. Chú Harry sẽ làm lại một lần nữa nha. One, two, three. Yeah. Ruby, do you want to try? Đúng là cô Ruby nè. Yeah. Sẽ làm lần nữa. Okay. Oh, let's count. One, two, and three. Okay, follow me and go first. Chú Harry sẽ đi trước này và cô Ruby sẽ đi sau. Can you come with me? Chúng mình cùng đến nào. Two and three. Wee. Good job. Okay. Good job, Robert. Now we do round two. Là chúng mình sẽ sang vòng hai ạ. Round two, we now do run and leap. Vòng hai thì sẽ khó hơn một chút. Chúng mình sẽ vừa chạy và sẽ bước qua sợi dây nữa. Yes, watch me. We run fast. One, two, three. Wow. Okay, short turn. Okay. One, two, three, go. Leap. Good job. One more time. Một lần nữa nha. Good job. We go first. One, two, three. Over. Wow. I'm doing so well. Your turn. One, two, three, go. Run. Wow. Okay, high five. Yeah. Let's go together. Okay. Bây giờ chú Harry và cô Ruby sẽ đi cùng nhau đấy. Nào. One, two, three. Run. High five. Good job. Now we do round three. Chúng mình sẽ sang vòng ba các bạn nhá. In round three, we do jumping. Vòng ba này chúng mình sẽ nhảy qua sợi dây. Keep your feet together. Đầu tiên chúng mình phải trộn chân vào nhau trước nha. Swing your arms. Đưa hai tay này. One, two, and three. Jump. We're jumping over the rope. Wow. And try again. Chú Harry sẽ làm lại một lần nữa. Chúng mình nhìn thật là kỹ nha. Keep your feet together. Trộn hai chân vào với nhau này. Swing your arms. Đưa One, two, and three. Jump. Yeah. Wow. You want to try? Đúng rồi, Ruby đấy các bạn. Ruby, ready? Keep feet together first. Keep feet together. Swing arm back. One, two, three, and jump. You're jumping so far, Ruby. Yeah. High five. Yeah. Jumping. Các bạn ơi, các bạn đã nhảy chưa? Okay. Teach Harry. Try again. Chú Harry sẽ làm lại một lần nữa nha. Come with me. One, two, and three. Jump. Your turn. One, two, three, jump! Good, we finished round three. Now we move to round four. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang vòng 4 nhá. Round four, we jump backwards. Wow, vòng 4 này chúng mình sẽ nhảy ngược lại đấy. Jump backwards back. Yes. Swing your arm. One, two, and three.
Cũng khá là dễ đấy các bạn ạ. Easy. Zombie left trái. Now turn around. Mình sẽ đứng như này nhá. Swing your arms. Swing your arms. One, two, three, jump back one. Good. I try again. Okay. Chúng mình nhìn thật kỹ nhá. One, two, three, jump. Wow. You did so well, right? My turn. Your turn. Ruby, eh? One, two, three, and jump. Good. Now the last round. Vòng cuối cùng này. Not so easy anymore. We do. Khó hơn đấy các bạn. Hopping. Hopping. Hopping over the wall. Right, one foot. Mình biết nhảy hopping mình nhảy như thế nào không nhỉ? Okay, we say over here. We pick one foot up. Nhấc một chân lên. Swing your arms. One. Là đưa tay nhá. Can you come with me? Okay. One, two, and three. Okay. By one foot only. Chúng mình chỉ nhảy bằng một chân thôi nhé các bạn nhá. Okay. Don't hurt. Ruby, let's try. Nào, I'll say over here. Pick one foot up. Then you nhấc swing một chân lên nào. Swing your arms. Đưa tay nhá. One, two, three, and jump. Yeah. My turn. Yes. Đúng rồi chú Harry. One foot up. Nhấc let's try. Chân lên nhá. One, two, three, and jump. Yeah. Thank you. Wow, we did great for relay today. Let's give ourselves a big clap. Yay. Yes, this skill help us with strong legs. We need to practice every day. Các bạn ơi, bài tập này thì sẽ rất là tốt cho cơ đùi của chúng mình đấy. Chúng mình nhớ tập thường xuyên hơn nhá. Yes, and now we do homework. Homework? Yes, do you chúng remember the homework last week? Các bạn có nhớ tuần trước chúng mình đã làm bài tập gì không nhỉ? Ruby, what do we do last week? Các bạn nhìn thấy có quen không nhỉ? Chú Harry ơi, có phải chú chim cánh cụt không nhỉ? Yes, it is penguin what? Wow, các bạn ơi, các bạn có nhớ tuần trước chúng mình đã tập đi như một chú chim cánh cụt không? Yes, let's practice again. Okay, what on your heels? Chúng mình đi bằng gót chân nhá. Yes. Hai tay ở sang hai bên này. Three, four, five. Yes, that is the exercise for last week. Okay. And this week, we learn how to jump like a Caesar. It's called Caesar jump. Wow, các bạn ơi, tuần này chúng mình sẽ tập nhảy như một cái kéo. Yes, okay. Nghe rất là thú vị. Follow me. Now put one foot in front. Đầu tiên này chúng mình sẽ đưa một chân lên phía trước nhá. Yes, can you turn this way? Okay. Yes, put one foot in front. Yes. Đưa một chân lên phía we trước này. We jump and switch our legs. Bây giờ chúng mình sẽ nhảy và đổi chân nhá. One, chúng sẽ có một cái jump, switch, switch, jump and jump. Good and jump, 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 jump. Good. Now let's count to 10. Bây giờ chúng mình cùng đếm từ 1 đến 10 nhá. Đi go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, we did so well today. Let's try one more time. Bây giờ chúng mình cùng làm lại một lần nữa nhá. Ready? Chúng mình let's try one more time. Nhá. Can you put one foot front? Đưa một chân lên phía trước này. Can you turn this way? Okay. One foot front. Một chân lên phía trước này. Ready? Go. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. This is Caesar jump. This is, yes. Đây là bài tập có tên là Caesar jump đấy các bạn ạ. Yes, we practice every day and next time teacher will check you. Wow, chúng mình nhớ tập nhá. Chú Harry sẽ kiểm tra buổi hôm sau đấy. Good job. And now we are doing the skill session. Wow, đến bài tập gym rồi đấy. Can I have the plank over there? Yes. Oh, this is a plank. We now work balancing on the plank. Work on our balancing skill. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ học về kỹ năng thăng bằng đấy. Yes, we now work on the plank. Và các cô chú hôm nay các cô chú sẽ đi thăng bằng trên tấm ván này. Yes, if you don't have the plank at home, you can use your tape. Và ở nhà chúng ta không có tấm ván thì chúng ta sẽ sử dụng cuộn băng dính ở đây nhá. Chúng mình cũng sẽ dán một đường thẳng trên sàn nhà nhá. Let's watch teacher Ruby.
Các bạn cùng nhìn cô Ruby làm trước nhá. We gonna really focus on balancing skill. Yes. Now Ruby, we gonna step up. Đầu tiên chúng mình sẽ bước lên tập ván nhá. Yes. Push our arms out. Dang hai tay sang hai bên này. And then you walk. 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 Walk slowly, slowly. Okay. Slowly, slowly, slowly. Walk. Good. Stop. Now we walk backwards. Bây giờ chúng mình sẽ đi ngược lại đấy. Walk backwards. Walk. Be careful. Good. 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 Wow. Good balancing. Okay. Jump down. Jump down. Say. Ta-da. Yeah. Let's try. Okay. Okay. Một lần nữa nhé bạn nhá. Step up. Bước lên tấm ván nào. Chào em. Đang hai tay sang hai bên. We walk. 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 Be careful. Okay. Ooh, slowly, slowly. Chậm thôi nhá các bạn nhá. Good job. And then we bắt đầu cái đu nào. We chúng mình sẽ làm bước tiếp theo nào. Go backwards. À đúng rồi, chúng mình sẽ đi ngược lại đấy. Walk. Good, good. Keep going, keep going. Keep, be careful. Wow, look behind. Okay. Jump down. Well done. That's the round one. Now we do round two. Thì bây giờ chúng mình sẽ sang vòng 2 các bạn nhá. This one is more difficult. Vòng 2 thì sẽ khó hơn đấy. Ruby, let's step up. Bước lên ạ. Yes, put your arms out. Sang hai tay sang hai bên. Go to the middle. Và bây giờ chúng mình sẽ chỉ đến giữa của tấm ván thôi nhá. Good. Over here we do skills. Bây giờ mình sẽ làm một số kỹ năng ở đây này các bạn ạ. Pick one pull up. Nhấc một chân lên. Chúng ta sẽ đứng như một chú con nhá. 1, 2, 3, we do fun scale. Đưa chân ra phía trước nào. Good job. 1, 2, 3, and back scale. Đưa chân ra phía sau. 1, 2, 3, and put your feet down. Đặt chân xuống ạ. And now you twist your body and jump after. Bây giờ chúng mình sẽ vặn mình và nhảy nửa vòng các bạn nhá. 1, 2, 3, jump. Push your arms out. Đang hai tay này. Walk backwards to the end. Đi ngược các bạn nhá. Jump down. Okay. Jump. Ta-da. Yeah. Can you repeat on my time? Okay. Ruby sẽ làm lại một lần nữa nhá. Chúng mình cùng làm theo cô nhá. Yes. Step up, Ruby. Step up. Push your arms out. Đang hai tay sang hai bên ạ. Good job. Cross to the middle. Đi đến giữa nhá. And stop. We do soft stand in here. Soft stand. 1, 2, 3. Now, fun scale. Fun scale, đưa chân ra phía trước. 1, 2, 3. Now, back scale. 1, 2, 3. And put your foot down. Okay. Now, jump after, twist your body. 1, 2, and 3. Jump. Good. Put your arms out. Arms we down. Go backwards. Đi ngược nào. Jump down. Jump. Wow, good job. We say, ta-da. And one more round. Thêm and một vòng nữa nhá. That is the last round today. Round 3. Vòng cuối nào. Round 3, we're gonna do bear walk. Vòng 3, chúng mình sẽ đi như một chú gấu đấy. Yes, put your hands down. Hold on. Chúng mình đặt hai tay xuống. Crawl it. Bear walk. Come on. Mình sẽ now we do crawl it. Good job. Come on. Di chuyển chân tay nào. Good, 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 good. Stand up. Wow. And try it one more time. Okay, một lần nữa. Đặt hai tay stand xuống up. Nhá. Good, wow. Good, good, wow. Good, 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 good. Jump down. Yeah. Wow. Fantastic. Say. Ta-da. Wow. We just finished the skill session this week. This is balancing skill floor plank. So we need to practice every day, right? Các bạn ơi, hôm nay chúng ta đã học về kỹ năng thăng bằng đấy. Trên tấm ván, chúng mình nhớ phải tập ở nhà cùng với bố mẹ nữa nhá. Yes, and now it's time for the rocket. Yeah. Cô chú có một có cái vợt ở đây này. Cái vợt của chúng mình đâu rồi? Yes, where's your rocket? Chúng mình đã chuẩn bị chiếc vợt ra chưa? Rocket. Rồi, chú cô Ruby nghĩ là các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Yes, let's have a seat. Today we must use our imagination and turn the racket into so many stuff. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ sử dụng trí tưởng tượng của mình này và biến chiếc vợt này thành rất là nhiều đồ vật khác nhau nhá. Yes, okay. Let's see what could be. This may be a guitar. Wow.
Trông rất là giống một chiếc đàn phải không? Chúng mình cũng chơi Just đàn. Just play à? Guitar. What song do you like? Các bạn ơi, chúng mình thích bài hát gì nhỉ? What song do you like? À, Ruby rất là thích bài Eat Your Happy and You Know It. Eat Your Happy and You Know It. Okay, yes. Is you happy and you know it, clap your hands, clap, clap. Is you happy and you know it, clap your hands, clap, clap. Is you happy and you know, then your face will surely show. Is you happy and you know it, clap your hands. Okay, stop the beat. Okay, stop the beat. Chúng mình sẽ hát một lần nữa nhá. Is you happy and you know it, stop the beat. Stop, stop. Is you happy and you know it, stop the beat. Stop, stop. Is you happy and you know, then your face will surely show. Very nice guitar, right? Now, let's stand it up in front. Chúng mình đặt chiếc vợt hướng về phía trước nhá. Now, do one finger. Giơ ra một ngón tay về phía trước nào. We chase around. Sau đó chúng mình sẽ chạy xung quanh nhá. Chase around. Good, good. Oh, who knows what shape is this? Các bạn ơi, các bạn có biết đây là hình gì không nhỉ? What shape is this? Is that a square? Có phải là hình vuông không nhỉ? No. Is that a triangle? Có phải hình tam giác không? Hình tam giác. No. Is that a circle? Circle? Yes. Some of you may have a circle. Các bạn ơi, đây có phải hình tròn không nhỉ? Yes. Some of my friends may have a circle. Ah. Yes. Yeah, okay. Một số bạn sẽ có hình tròn đấy. And mine is oval. Các bạn ơi, của chú Harry với của Ruby thì nó thì lại là hình bầu dục đấy các bạn ạ. Yes, this is an oval. Chase around. Chúng mình cùng cho tay chạy xung quanh nhìn nào. Now, let's put it in front. Let's pretend this is a pan. We gonna cook an egg now. Chúng mình sẽ biến chiếc vợt này thành một cái chảo nhá. Just let's cook an egg. Okay, yes. Chúng mình cùng rán trứng. Okay, let's crack the egg. Đặt trứng nào. Rồi, đặt quả trứng lên nào. Flip it. Đặt trứng. Oh no. My egg stick on the ceiling. Oh no. No. Quả trứng của chú Harry bị dán, bị dính trên trần nhà đấy các bạn ạ. Let's try up the egg. Chúng mình cùng thử dán lại một quả trứng khác nhá. Nhẹ tay thôi chú Harry ơi. Các bạn ơi, chúng mình nhớ phải nhẹ tay thôi nhá. You smell something? Có một mùi rất là so thơm các bạn ạ. Our egg is done. Okay. Chúng đã dán xong rồi. We'll take it out. Chúng mình đổ ra đĩa nha. Good job. Okay. Oh, it's not a pen anymore. This is a hat. Wow, các bạn ơi, bây giờ không phải là chiếc chảo nữa, mà nó là chiếc mũ đấy. Put it on your head. Đặt lên đầu, đội lên đầu nha. Can you say hello? Bây giờ chúng mình cùng hạ mũ xuống và nói hello. Hello. Can you say have a good day? Okay. One, two, three, say have a good day. Chúc một ngày mới tốt lành. Let me see. It could be a mirror. Wow, bây giờ nó sẽ biến thành một chiếc gương đấy. Wow, I can see myself in the mirror. Đúng rồi, chú Harry và cô Ruby nhìn thấy mặt trong chiếc gương đấy. Chúng mình cùng xoay gương đi nào. I see my nose. Mũi này. Oh, my ear. Yeah, okay, tai à. Yes, let's wash our face. Chúng mình cùng rửa mặt nhá. Good, wash your face. Rửa mặt ạ. Wash your face. Now, can you wash your ear? Rửa tai nữa. Good, comb your hair. Chải đầu nào. We look so beautiful today, right? Chúng ta rất là đẹp phải không? And oh, don't forget to brush your teeth. Ok, đừng quên đánh răng nhá. Wow. Thank you. Now put it down. Chúng mình đặt xuống sàn nhà nhá. We stand up. Và đứng dậy nào. Can we do some jumping? Okay. Chúng mình cùng nhảy qua nhá. Okay. Swing your arms. Feet together. Đưa tay nào. Chụp hai chân nhá. One, two, three. Jump. Try again. Turn around. One, two, three. Jump. And one more time. Một lần nữa. One, two, three. Jump. Say ta-da. Wow, we just imagine something with the racket, right?
We turn into a mirror, turn into a pen, turn into the hat, right? Các bạn ơi, hôm nay chúng mình đã biến chiếc vợt này thành rất là nhiều đồ vật khác nhau. Chúng mình có nhớ không? Chiếc gương này, đúng không? Chiếc chảo rán trứng này và cái mũ nữa đấy. Yes, we can ask parents to play at home. Chúng mình hãy cùng bố mẹ chơi ở nhà nữa nha các bạn nha. Yes, okay. It's time to say bye bye the Rocky. Bye bye. And now what do we do next week? Game xanh này và game đỏ. Wow, the game is called Red Light and Green Light. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình có trò chơi là đèn xanh và đèn đỏ đấy. Yes, what do we do when we see green light? Các bạn ơi, chúng mình sẽ làm gì khi nhìn thấy đèn xanh nhỉ? We go. Ok, chúng mình sẽ đi đấy. What do we do when we see red light? Còn khi nhìn thấy đèn đỏ thì sao? We stop. Chúng mình phải dừng lại nhá. Yes, do you want to play this game? Yes! Yes, this mình đã sẵn sàng chơi game và cô yes, chưa? This game is really good for anticipation. Trò chơi này sẽ rất tốt cho phản xạ của chúng mình đấy. Ruby, let's play back a little bit. Okay. Are you ready to play this game with me? Yes, I'm ready! Ruby đã rất sẵn sàng đấy. Let's start the engine. Shake my silly up and go my way. I gotta clap.
jump, 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 today. Hôm nay chúng mình đã làm rất là tốt. And now it's time to sing goodbye song. Chúng mình cũng hát bài hát tạm biệt nào.